cũng là đại cao thủ guitar, đó là Yngwie Johan Malmsteen. Ông là một người đánh rất là nổi tiếng, một trong những người tiên phong của dòng neoclassical metal. Thì với những cái câu mà kết hợp harmonic minor rất là đặc trưng, và đó coi như có thể xem là thế mạnh nhất của ông, harmonic minor. Thì các bạn nếu chưa hiểu về harmonic minor, các bạn nên xem các clip trước mình có hướng dẫn về cái harmonic minor rồi nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ học. Thì ở đây có hai câu clip áp dụng harmonic minor. Các bạn nếu mà nghe nhạc Yngwie Malmsteen thì các bạn sẽ nghe cái kiểu giống giống như vậy, nó lặp đi lặp lại khá là nhiều lần. Và dĩ nhiên là câu clip này không dành cho các bạn mới tập ha, các bạn phải có trình độ kỹ thuật tương đối thì bạn mới đánh được. Bắt đầu nha các bạn. Câu đầu tiên nó như sau. Thì đánh chậm nó như vậy, nhưng khi đánh nhanh thì các bạn cũng nghe nó rất là đã ha. Thì cái câu này đầu tiên chúng ta có cái nốt đơn giản thôi. Chúng ta có ngâm 13 nè, 12, 10 của dây 1. Sau đó các bạn đánh 13, 12. Sau đó ngâm 9. Và kết thúc ở ngâm 10. Thì tổng cộng các bạn sẽ có 7 nốt. Thì cái cách âm ông đánh á là cái chùm liên 6. Ha, 6 nốt đánh chùm và kết thúc ngay cái nốt thứ 7. Nó như sau. Rất nhanh à, thì cái cách ông đánh là đánh một cái nốt đầu tiên, à, thì các bạn coi cái phím tay phải thì có thể các bạn điều chỉnh sao cho các bạn phù hợp với các bạn. Nhưng mình ở đây là ông đánh cái nốt đầu và cái nốt thứ tư và cái nốt thứ sáu, à, nó khá đặc biệt nha bạn. Khá đặc biệt có cái nốt thứ 6 này. Nốt thứ 7 mình ham on luôn hoặc là mình đánh cũng được ha. À, chậm nữa ha. Đó là cái câu đoạn 1. Đoạn 2 thì kéo cao hơn. Chúng ta đánh ngay ngăn số 17, 15, 13. Đoạn số 2 nó như sau. 17, 15, 13 của dây 1. Tới dây số 2 thì chúng ta 17, 15, 12 và hammer on vô 13. Nó như sau ha. Kỳ điển hình ha, à, các bạn sẽ nghe Malmsteen rất là nhiều. Rồi chúng ta bắt đầu như sau ha. À, các bạn đánh là ngâm 10 của dây 2. 12 13. Sau đó xuống dây 1. 10 12 3 luôn. Sau đó các bạn đánh ngược lại. À, lại câu đầu nha. Thường là mình đánh bằng cái ngón út và cái ngón đeo nhẫn, như Malmsteen thì hai cái câu dưới thường ông chạy theo kiểu dây như thế này, ngón 1, ngón 2, ngón 3. Rồi sau đó mới lên cái dây số 4 thì ông mới đưa ngón út vô. Các bạn nói khi mà lên trên này thì chúng ta đưa vô ngăn số 13. Ngăn 19. Sau đó tới 12. 19.
tới ngày 11, kết thúc ngày 12 là nó là câu này đánh thật chậm như sau. Khi mà kỹ thuật guitar của bạn chưa cái nền tảng cơ bản, hay đăng ký khóa học kỹ thuật guitar điện cơ bản và áp dụng của năm khóa, trong đó mình sẽ hướng dẫn các bạn tất cả các kỹ thuật guitar, đóng tiền một lần và học mãi học hoài đến khi nào các bạn chán thì thôi nhé. Còn nếu muốn mua đàn, hãy ghé Amigo Guitar Shop, có đầy đủ các loại đàn từ cái giá là 1 triệu mấy, 2 triệu cho đến mấy chục triệu cũng có nữa, đàn mới hay đàn second hand, amply, phơ pháo đầy đủ cho các bạn có thể mua về luyện tập một cách thật là ít chi phí nhất mà hiệu quả nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.